Sư cho con hỏi qua sự quán xét của con, thì con thấy rằng chính tư tưởng là sự trói buộc phải không ạ? Và khi diệt tư tưởng rồi thì mình giải thoát phải không ạ? Rồi, thì những cái dưới thì đại loại là cũng chỉ như vậy thôi. Đó, bị nào rảnh có thời gian thì mình đọc. Tóm lại là vị này suy nghĩ là bây giờ mình dẹp cái tưởng là xong chuyện, dẹp cái tư tưởng là nó xong chuyện rồi. Nhưng cái vấn đề nó như vậy nè, nó không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Chúng ta có một cõi là cái cõi vô tưởng, là cái chúng sanh ở cõi này sau khi mà họ chứng thiền thì họ nguyện là mong cho đời sau không có tâm. Không có tâm thì không có tưởng. Chính bởi vì như vậy là đời sau họ sanh về cái cõi vô tưởng. Thì ở cõi đó họ không có suy nghĩ gì cả, không có tưởng, không có gì hết trơn. Nhưng mà hết tuổi thọ rồi họ vẫn đi xuống. Thành ra là cái chuyện mà mình nghĩ cái chuyện, mình nghĩ là mình không có tưởng mà mình giải thoát thì đó là một cái hiểu lầm. Rồi còn một cái sự nhầm lẫn nữa, tức là sự nhầm lẫn về cái diệt thọ tưởng định. Thì xin thưa là cái diệt thọ tưởng định chỉ có một vị chứng quả A-na-hàm trở lên và chứng đến bát định, thì khi đó vị đó mới có khả năng vào diệt thọ tưởng định. Còn mình là phàm thì mình không cách chi mình vào, mình chỉ có ảo tưởng cái cảnh giới đó thôi. Cho nên là làm ơn là mình đừng có hiểu lầm ha. Còn bây giờ quý vị nói là mình cần phải làm như thế nào, thì xin thưa chỉ có cách là mình tu tập đúng theo bát chánh đạo. Ngoài bát chánh đạo ra, những cái phương pháp tu tập khác thì nó đều phải xét lại cả nha. Phải tu tập theo đúng bát chánh đạo. Cái mục đích của đời sống tu hành không phải là diệt trừ tưởng, mà là diệt trừ những cái nội tâm ô nhiễm là tham, sân, si, ganh tị, bỏng sẻn, khó dại. Đó, thì đó là những cái nội tâm ô nhiễm mà mình cần phải dẹp. Lười biếng, dạ dưỡi, hôn trầm, rồi chạo hối, vân vân. Những cái đó là những cái mình phải dẹp, phải dọn cho sạch. Chứ còn bản thân cái tưởng không phải là cái mà mình lo mình dọn đó nha. Mình dọn nhầm cái rồi đó. Về vấn đề này không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Sư hoàn toàn đồng ý với câu trả lời của Thành Tuệ. Riêng về cái phần mà nên á, nên vì cái gì á, thì Đức Thành Tuệ đã phân tích rõ rồi, phân tích rõ và rất là đúng rồi. Cho nên sư sẽ không nói cái phần mà cần việc nha. Cái điều mà cần việc á, Đức Thành Tuệ nói cần việc á, cái cần việc á là gì sư sẽ không nói đó. Thì nó đó quá đúng rồi. Ở đây sư phân tích về cái khía cạnh mà cái vị mà hỏi cái câu hỏi này, cái tư tưởng nè, cái vị mà hỏi đã hỏi câu hỏi này, và thậm chí là cái câu hỏi này sư nhấn mạnh, biết sao tại sư nhấn mạnh cái khía cạnh này, tại vì đôi khi á có thể có nhiều vị cũng có cái sự hiểu lầm giống như vậy. Tại vì khi mà mình có cái tư tưởng là do cái tưởng nó trói buộc mình, nó là cái khổ mình, thì xin thưa quý vị rất là nguy hiểm. Quý vị nguy hiểm sao? Tại vì cái tư duy này nè, nó thuộc trong 62 loại tà kiến mà được Đức Thế Tôn ngài giảng giải trong bài trong trường bộ kinh, bài kinh Phạm Võng. Nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào thưa quý vị? Tại vì một đầu tiên đã nói là tà kiến đã nguy hiểm rồi, nhưng mà sư xin phân tích khía cạnh vì sao là nguy hiểm nè. Thì quý vị, khi một người mà có tư tưởng mà tái sanh về cảnh giới vô tưởng, nghĩa là diệt tưởng đó, diệt cái tưởng đó, để tái sanh về cảnh giới vô tưởng là làm phạm thiên vô tưởng, như Đức Hạnh Tuệ nói đó, là mình chỉ có cái thân vật chất thôi, không có tâm, giống như một pho tượng vậy đó.
Thì cái sự nguy hiểm là nguy hiểm sao? Vì cái cảnh giới này nè, cái cảnh giới vô tưởng này nè, là nó thuộc trong 8 cái trường hợp bất lợi mà trong kinh điển có nói. Đó là chúng sinh đó, mà ở trong 8 hoàn cảnh sau đây đó, là thứ nhất là không thể hành phẩm hạnh cao thượng. Thứ hai là không thể chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Bởi vì sao? Bởi vì phạm thiên trong cõi vô tưởng này là chỉ có thân không có tâm. Cho nên quý vị phải lưu ý vấn đề này nha. Vấn đề là không thể nào xem thường nha. Đối với bản thân sư, nếu mà mình có tư tưởng này á, mình phải cần lưu tâm. Thứ nhất là tà kiến, trong sám hai là tà kiến mà trong kinh Phạm Võng Phật có nói. Thứ hai là khi mà chúng sanh ở trong hoàn cảnh này là không thể phạm hạnh, hành phạm hạnh cao thượng, không thể chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Cho nên một lần nữa, quý vị phải lưu tâm. Đến khi mà mình có tư tưởng như vậy, mình nên dẹp bỏ đi. Và mình nên hiểu cái mà Đức Hạnh Tuệ trình bày đó. Mình nên diệt cái gì? Diệt cái gì? Chứ mình đừng diệt nhầm. Diệt nhầm là mình trầm luân, sinh tử luân hồi đó, không có điểm dừng thôi. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời của mình. Đầu qua câu hỏi tiếp theo.